Như thường lệ, Thanh Điền và Ngọc Diễm mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn Có Biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vùng đất lâu đời tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đó là Thủ Đức. Thủ Đức chính là cửa ngõ phía Bắc của thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Từ Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu muốn vào thành phố Hồ Chí Minh đều phải đi ngang qua Thủ Đức. Thủ Đức là một vùng đất xưa, dân cư đông đúc nên thương mại rất phát triển. Ngày nay thì ở Thủ Đức còn nổi tiếng có nhiều trường đại học bởi vì ở đây có làng Đại học Thủ Đức. Vì là một vùng đất lâu đời nên những nét văn hóa lịch sử của Thủ Đức, Thanh Điền tin rằng không phải ai cũng biết. Trước năm 1975 thì Thủ Đức là một trong những điểm du lịch rất là nổi bật của Sài Gòn xưa. Và nhà thơ Tản Đà năm 1930 khi có dịp đến thăm Thủ Đức và lúc ông quay trở lại Bắc thì ông đã sáng tác nên những vần thơ dành tặng cho vùng đất này như là Thủ Đức xuân trường khách vắng đông, ngồi nhớ người xa thêm nhớ cảnh, xa xôi ai có nhớ nhau cùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về chợ Thủ Đức, một trong những ngôi chợ lâu đời nhất tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được thành lập sau hành trình xuôi về phương Nam của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào thế kỷ thứ 17. Đặc biệt thì tên chợ Thủ Đức cũng liên quan đến tên của vùng đất này. Người lập ra chợ vốn là một thương gia người Hoa tên là Tạ Huy, hiệu là Thủ Đức. Ông đã đến đây khai hoang và lập ra ấp Linh Chiểu, xây dựng nên ngôi chợ đầu tiên ở đây mang tên hiệu của ông, đó chính là Thủ Đức. Ngoài chợ Thủ Đức thì ngay tại quận Thủ Đức còn có một ngôi chợ khác cũng nổi tiếng không kém, đó là chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức nằm trên đường quốc lộ 1A. Và đây là chợ chuyên bán sỉ trái cây và là nơi cung cấp trái cây cho cả vùng Nam Bộ. Ngoài ra ở Thủ Đức còn có một đặc sản mà ai khi đến thành phố đều cũng muốn ghé để thưởng thức, đó chính là nem Thủ Đức. Và trước năm 1975, người thành phố hễ mà ai muốn xuống ở Đồng Nai, Biên Hòa để chơi thì khi về lại thành phố đều ghé qua Thủ Đức để mua nem đem về. Nem Thủ Đức thì nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20, còn nhớ là vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước, khi mà thi sĩ Tản Đà còn ở Sài Gòn chơi cũng đã lên Thủ Đức để mà thưởng thức nem. Cũng như là tắm suối Xuân Trường, một cái con suối nổi tiếng ở đây. Suối Xuân Trường và nem Thủ Đức là hai đặc sản nổi danh của vùng đất này. Người Sài Gòn xưa thì vẫn truyền miệng nhau rằng ăn nem Thủ Đức, tắm suối Xuân Trường. Ngày nay thì nem Thủ Đức chỉ còn là tiếng thơm vang bóng một thời. Tuy ở đây vẫn có một số lò nem truyền thống có tuổi đời đến hàng nửa thế kỷ, tuy nhiên tiếng thơm của nem Thủ Đức thì lại không còn đủ sức để thu hút khách phương xa đến đây. Tin rằng là với những thông tin vừa rồi đã làm cho rất nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ và thú vị về vùng đất Thủ Đức, một địa danh rất quen thuộc với chúng ta. Bây giờ Thanh Điền và Ngọc Diễm mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động.